Hồng Loan và Tường Vi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua Gì Ở Đâu phát sóng trên kênh HTV7 vào các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Trong số phát sóng cuối cùng của năm 2020 hôm nay thì Mua Gì Ở Đâu sẽ gửi đến quý khán giả những thông tin sản phẩm mới nhất xoay quanh chủ đề thời trang làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi. Quý vị thân mến, để đón năm mới thì nhiều người thường chọn cho mình trang phục áo dài truyền thống. Trong đó thì vẽ tranh lên áo dài được nhiều người ưa thích bởi sự độc đáo, nghệ thuật, đặc biệt là thể hiện được cá tính của người mặc. Chính vì vậy mà thời điểm này nhiều thợ vẽ tranh áo dài cũng đang tất bật để chuẩn bị cho kịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Với họa tiết nhiều phong cảnh, hoa sen, hoa lan, áo dài vẽ đa dạng về màu sắc kết hợp với nhiều chất liệu vải mang lại những trải nghiệm thú vị cho người mặc. Trong đó, người mua thường lựa chọn họa tiết hoa sen để diện trong dịp Tết. Theo ghi nhận, dù ở thời điểm hiện tại, lượng khách hàng chọn vẽ tranh lên áo dài có chiều hướng tăng lên, nhưng so với cùng kỳ năm trước, lượng khách đã giảm đi rất nhiều do vẫn còn ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19. Bây giờ đang là cái tháng cuối năm, cái thị trường áo dài thì nó cũng đang ấm lên á, cho nên là lượng khách gần đây thì nó có tăng so với lại là những tháng trước. Tuy nhiên nếu như mà so sánh với lại cùng kỳ năm ngoái á, thì cái lượng khách nó cũng chuyển dịch nhiều. Ví dụ như là lượng khách về Việt Kiều á, thì là năm nay là hầu như là không có. Theo đó, để hoàn thiện một sản phẩm, người thợ sẽ vẽ phác họa trước lên vải, rồi sử dụng cọ và màu chuyên dụng để thể hiện màu sắc cho bức tranh. Với việc sử dụng màu chuyên dụng này, các sản phẩm dù được giặt nhiều lần cũng không bị phai hay lem màu. Thời điểm này, nhiều cửa hàng tăng cường nhân công vẽ để đảm bảo cho việc phục vụ sản phẩm kịp thời hạn. Để kỷ niệm 50 năm ra đời của bộ truyện Doraemon, không chỉ có các ấn phẩm truyện tranh mà còn có rất nhiều thiết kế thời trang cũng được sáng tạo như một món quà gửi đến những ai yêu mến chú mèo máy Doraemon. Trong đó, thương hiệu Ananas đã ra mắt bộ sưu tập Ananas Doraemon 50 Year Pride để gửi đến người hâm mộ tại Việt Nam. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Ananas Doraemon 50 Years Back là bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm áo hoodie, áo phông và giày được cách điệu thêm hình ảnh của chú mèo máy Doraemon một cách vô cùng độc đáo và mới lạ. Sau nhiều cân nhắc, Ananas đã quyết định tạo nên hai loại giày cổ thấp và cổ cao trong bộ sưu tập bằng chất liệu leather, chất liệu lần đầu tiên được hãng áp dụng lên mẫu giày của mình. Trong khi đó, sản phẩm áo phông và áo hoodie có form dáng rộng, thoải mái với chất liệu cô tông. Đặc biệt, áo còn được thiết kế với cảm hứng từ chiếc túi thần kỳ của chú mèo máy Doraemon. Thì bên mình chỉ là mong muốn là có thể dành những cái điều tốt đẹp nhất để trên những cái thiết kế của mình và làm thành một cái món quà đặc biệt để gửi đến cho chú mèo máy Doraemon nhân dịp kỷ niệm 50 năm lần này. Em cảm giác đây là một cái sản phẩm rất là ý nghĩa cho với các bạn, nhất là giới trẻ đối với tụi em, gợi nhắc cho em về cái tuổi thơ gắn liền với cái bộ phim Doraemon này. Mình là fan cứng của Doraemon luôn á, nên là khi mà nghe Ananas collab với lại Doraemon nên là mình phải đi ra mua liền luôn. Mình chờ đợi rất lâu rồi là có một cái brand nào đó làm sản phẩm của Doraemon á. Bộ sưu tập Ananas Doraemon 50 Years Back được sản xuất giới hạn chỉ gồm 500 sản phẩm trên mỗi mẫu giày và 250 sản phẩm trên mỗi thiết kế áo. Bộ sưu tập chính là mảnh ghép phù hợp cho những khán giả yêu thích Doraemon và muốn lưu lại cột mốc đặc biệt này. Quý khán giả có thể đặt mua sản phẩm tại địa chỉ website ananas.vn. Hiện nay, ghế massage ngày càng trở nên phổ biến đối với các gia đình Việt. Chính vì thế mà thị trường ghế massage tại nước ta cũng đa dạng hơn với sản phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Và trong chương trình ngày hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ gợi ý đến quý vị khán giả một sản phẩm mới đến từ Nhật Bản. Haruko J3 là mẫu ghế mới nhất của thương hiệu ghế massage toàn thân Haruko Nhật Bản.
Sản phẩm tích hợp túi ngải cứu nhiệt hồng ngoại trị liệu mang lại lợi ích cho việc giảm đau và làm dịu các vùng cơ co cứng. Đặc biệt, con lăn của ghế massage J3 được thiết kế xoay tự động, chạy dọc theo sống lưng, gồm có con lăn dưới cổ gáy, con lăn lưng, eo, đùi và dưới gan bàn chân. Tất cả được lập trình hoạt động theo chương trình đặc biệt, mô phỏng theo các bài massage Nhật Bản, mang đến những trải nghiệm thoải mái cho người sử dụng, từ đó góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ khi mà mua cái ghế massage Ruko J3 này thì tôi cảm thấy là cái cơn đau nhức ấy, rồi mỏi vai gáy, tất cả mọi cái mà nhức mỏi toàn thân gần như là biến mất, thấy là ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Tôi cảm thấy là nó thư giãn, cảm thấy nó yêu đời hơn. Tại nước ta, ghế massage Haruko được công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe vàng Haruko nhập khẩu và phân phối ra thị trường. Quý vị khán giả của mua gì ở đâu có thể liên hệ qua hotline để được tư vấn mua sản phẩm với giá ưu đãi. Không chỉ giao hàng và lắp đặt tại nhà miễn phí, trong thời gian bảo hành 10 năm, bảo trì trọn đời, nhân viên cũng sẽ trực tiếp đến nhà thực hiện bảo hành sản phẩm khi nhận được yêu cầu. Trong những năm qua, dưa hấu được điêu khắc hình ảnh và chữ thư pháp là một trong những sản phẩm thu hút sự quan tâm của rất nhiều người vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Và để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp Tết Tân Sửu 2021, trong những ngày này, các lớp học điêu khắc rau củ đã được mở, thu hút sự tham gia của đông đảo học viên. Chỉ sau 5 ngày tham gia lớp học điêu khắc trên rau củ quả, những bạn trẻ này đã có thể tự thực hiện ra một sản phẩm hoàn chỉnh với đủ kiểu dáng, từ mẫu hoa đơn giản, chữ thư pháp hay hình linh vật Tết Tân Sửu 2021. Mỗi sản phẩm được điêu khắc hoàn chỉnh trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ. Hiện trung bình một cặp dưa hấu điêu khắc sẽ dao động từ 300 đến 500 nghìn đồng với mẫu chữ. Riêng các sản phẩm được điêu khắc công phu hơn như tạo hình rồng phượng hay linh vật Tết sẽ có giá lên đến hàng triệu đồng. Do đó, điêu khắc tạo hình trái cây hứa hẹn sẽ là công việc thời vụ mang lại thu nhập cao trong dịp Tết. Và những ngày Tết đó, mình đi ngoài đường là mình thấy người ta bày bán dưa hấu, rồi có điêu khắc dưa hấu nữa, nhìn rất là đẹp và đem về chân cũng rất là ý nghĩa nữa. Cho nên là khi mà thấy được cái lớp học là mình đăng ký liền. Từ đây tới Tết thì cái nhu cầu học cũng khá là đông so với những cái giai đoạn đầu năm hoặc giữa năm. Thì mình chuộng thiên về rồng phượng và con giáp và nữa là hình thần tài. Và ngoài ra thì những cái sản phẩm chữ thư pháp cũng rất là ưa chuộng. Nghệ thuật điêu khắc trên rau củ quả đòi hỏi người học sự tỉ mỉ, kiên nhẫn trong quá trình học và thực hành. Đối với những học viên mới bắt đầu theo học, cũng sẽ được trải qua lớp vỡ lòng với khóa học riêng. Quý khán giả có thể tham khảo thêm thông tin về các khóa điêu khắc rau củ quả đang được tổ chức online và offline với giá 499.000 đồng một khóa. Như một lời chúc từ hãng đồng hồ phương Tây tới các khách hàng châu Á, Blancpain đã giới thiệu mẫu đồng hồ Traditional Chinese Calendar. Mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng của chiếc đồng hồ đặc biệt này. Đây là phiên bản kỷ niệm chào đón năm Tân Sửu của hãng Blancpain dựa trên hệ thống âm lịch của một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc. Như một sản phẩm cơ khí phức tạp, sản phẩm có hệ thống đếm giờ và thời gian kết hợp giữa lịch âm châu Á và lịch dương của phương Tây. Trong đó, phần vỏ của đồng có kích thước khá lớn, 45mm, được gia công từ bạch kim hoặc vàng hồng. Cùng với đó là mặt số được tráng men, mang một phong cách rất Á Châu. Ngoài hệ thống đếm số La Mã truyền thống, đồng hồ còn có lịch 12 con giáp, với hình ảnh tương ứng sẽ thay đổi theo năm, hoặc có lịch để theo dõi tuần trăng. Đáng chú ý, sản phẩm còn được trang bị bộ máy 3638 caliber với công nghệ đặc biệt của hãng Blancpain. Sản phẩm có giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Quý khán giả của mua gì ở đâu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website của hãng. Mắt nhỏ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình mua gì ở đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.